nhân dân cha bà con và thánh thần. Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa anh chị em, hôm nay chúng ta sốt sắng dâng thánh lễ cùng với giáo hội phụng vụ Chúa Nhật tuần thứ 6 mùa Phục Sinh năm A. Chúng ta hiệp ý dâng lời tạ ơn xin ơn bình an sám hối và chữa lành. Tại Việt Nam chúng ta, tình hình dịch bệnh được cho là kiểm soát dịch bệnh tốt và trong hơn 30 ngày qua không có ca lây nhiễm ở trong cộng đồng. Mặc dầu có những anh chị em từ nước ngoài trở về, có những anh chị em bị nhiễm dương tính nhưng mà đã được cách ly ngay từ đầu. Chúng ta nhìn ra thế giới thì tình hình dịch bệnh cũng còn rất là phức tạp. Chúng ta khiêm tốn xin Chúa ban ơn sám hối và ban ơn chữa lành cho tất cả nhân loại chúng ta và sớm ban lại cho chúng ta cuộc sống tin yêu, hạnh phúc và bình an. Chúng ta cũng cầu nguyện cho linh hồn Phêrô, Gioan, Bautista, Maria, Gioan, dỗ 3 năm linh hồn Anna, linh hồn tổ tiên ông bà cha mẹ, các linh hồn thai nhi và các linh hồn và tất cả những ý nguyện chúng ta khiêm tốn dâng cho Chúa trong thánh lễ chiều hôm nay khi chúng ta sốt sắng cử hành thánh lễ với nhau. Giờ đây anh chị em hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vâng dâng Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an vui thế cho người thiện tâm. Chúng con chung tùng Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua ở trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Xin thương Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Xin thương xót chúng con.
Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đấng Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lời Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui này, xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sắng mừng Đức Kitô phục sinh, để Người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi mới. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách công vụ tông đồ. Hồi ấy, ông Philippe xuống một thành miền Samari và rao giảng Đức Kitô ở dân cư ở đó. Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Philippe giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm. Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng, vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị trúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. Trong thành, người ta rất vui mừng. Các tông đồ ở Jerusalem nghe biết dân miền Samari đã đón nhận lời Thiên Chúa, thì cử ông Phêrô và ông Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận được Thánh Thần, vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ. Họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ và họ nhận được Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Toàn cầu hỡi, hãy tung hô Chúa Trời. Toàn cầu hỡi, nào tung hô Chúa, đàn hát lên mừng thánh danh rạng ngời, dâng lời tán tụng và thần thưa Chúa rằng sự nghiệp Chúa thật đáng khiếp sợ thay. Toàn cầu hãy phục suy tôn kinh, đàn hát lên mừng thánh danh Chúa Trời, mau hãy đến nhìn từng quý công Chúa làm. Việc khủng khiếp người đối với phàm nhân. Người từng khiến đại dương nên đất và dắt dân rào bước qua sông ngòi, ta mừng rỡ vì ngàn uy công Chúa là. Người nhìn rõ và thông lanh vạn dân. Nào cũng đến nhìn uy công Chúa, việc khiếp kinh người.
Người đối với nhân trần, tay Người đã làm đại dương ra đất liền, và dìu chung cùng rão bước vượt sông. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ về những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý Thiên Chúa, còn hơn là làm điều ác. Chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi, Đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ thần khí Người đã phục sinh. Đó là lời Chúa. Tất cả là 73 cuốn
sách Thánh Kinh từ Cựu Ước cho đến Tân Ước, rồi các tác giả viết qua nhiều thời gian khác nhau, rồi nhiều tác giả đã viết. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa Ngài tác động, Ngài đã dùng những cái thánh ký để viết nên những điều mà Thiên Chúa muốn. Và mỗi vị có một cái cách diễn tả khác nhau, cái văn phong khác nhau, cái khả năng khác nhau để diễn tả cái điều mà Thiên Chúa muốn. Chúng ta biết bài tin mừng của Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe là chương thứ 14. Đoạn này nằm trong phần từ chương thứ 13 cho đến chương thứ 17, được gọi là diễn từ cáo biệt của Chúa Giêsu trước khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn. Và Thánh Gioan trong tin mừng của Ngài thì khi nói về Ngài thì Ngài nói là người môn đệ được Đức Giêsu thương mến. Và trong tin mừng cũng cho chúng ta biết trong bữa tiệc ly, Thánh Gioan là người đã tựa đầu vào ngực của Chúa Giêsu. Và sau khi Chúa Giêsu Ngài chịu chết và sống lại, Thánh Gioan Ngài có một cái nhìn, một cái cảm nhận rất là đặc biệt về tình yêu của Chúa Giêsu, về mối tương quan giữa Ngài với Chúa Giêsu. Cho nên Ngài rất là nhạy trong đời sống đức tin. Khi mà Ngài cùng với Thánh Phêrô đi ra mộ thì thấy khăn che đầu của Chúa Giêsu xếp riêng ra một bên, rồi khăn liệm Chúa Giêsu cũng được xếp riêng ra một bên. Thánh Phêrô thì nhìn mà chưa tin mừng, không nói là Thánh Phêrô có cái ý kiến gì. Nhưng mà Thánh Gioan nói là tôi đã thấy và tôi đã tin. Tôi đã thấy và tôi đã tin, tức là tin Chúa Giêsu Ngài đã chịu chết và sống lại. Chúng ta nhìn thấy ở trên cung thánh dưới cây thánh giá có câu lời Chúa: Thiên Chúa là tình yêu, được trích ở trong thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 4 câu 8. Thì cái câu này là Thánh Gioan đã định nghĩa về Thiên Chúa, Ngài có cảm nhận đặc biệt về tình yêu Thiên Chúa. Người ta vẫn nói rằng con tim nó có những cái lý lẽ mà cái lý trí nhiều khi không thể hiểu được. Bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta vừa nghe cái cách diễn tả của Thánh Gioan về tình yêu của Thiên Chúa. Bởi vì trước khi Chúa Giêsu bước vào cuộc khổ nạn, Ngài sẽ tạm chia tay với các môn đệ, rồi sau này Chúa chịu chết và sống lại, rồi Ngài lên trời, rồi các môn đệ không còn nhìn thấy Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt nữa, rồi Chúa Giêsu sai các ông ra đi rao giảng tin mừng. Thì hôm nay Chúa Giêsu nói những cái lời xem ra những lời trăn trối, những lời tâm tình diễn tả cái tương quan giữa Chúa Giêsu và các môn đệ, mà Thánh Gioan với ơn của Chúa, với cảm nhận tình yêu của Ngài, Ngài đã viết ra những cái tâm tình của Chúa Giêsu mà chúng ta vừa nghe. Và hôm nay Chúa Giêsu nói rằng nếu anh em yêu mến Thầy thì anh em giữ các điều răn của Thầy. Chúng ta biết mầu nhiệm thập giá là mầu nhiệm tình yêu, và cũng là mầu nhiệm làm cho các môn đệ hoang mang, lo âu và thất vọng. Chúa Giêsu cũng đã có 3 lần Ngài mặc khải về việc Chúa bị người ta ghen ghét, bị người ta loại trừ, bị người ta đóng đinh vào thập giá, bị giết chết, và 3 ngày sau Chúa sống lại. Thế nhưng ngày lúc đó các môn đệ không thể hiểu được. Và hôm nay trước khi bước vào cuộc khổ nạn thật sự, vì giờ của Chúa đã đến, thì Chúa Giêsu muốn các môn đệ một lần nữa xác quyết việc các ông bước theo Chúa, đó là nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Mà điều răn của Chúa đó chính là những điều mà Chúa đã nói, những điều mà Chúa đã dạy các ông. Và quả thật, nếu các ông muốn đi theo Chúa, các ông yêu mến Chúa, thì không còn một cái cách nào khác, đó là các ông cần phải tuân giữ các điều răn Chúa truyền dạy. Mà điều răn quan trọng nhất trong các điều răn vẫn là điều răn yêu thương, mến Chúa và yêu người, yêu thương như Chúa đã yêu thương. Bởi vì trong tình yêu thì các môn đệ mới có thể thực sự hiểu được những gì Chúa Giêsu thực hiện, mà cao điểm vẫn là mầu nhiệm thập giá. Không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.
tình yêu đáp trả tình yêu. Sau khi Chúa Giêsu ngài chịu chết và sống lại hiện ra với các môn đệ, thì lúc đó các ông mới có thể thấu hiểu tất cả hai chữ tình yêu mà Chúa Giêsu ngài đã sống và mời gọi các ông. Đồng thời Chúa Giêsu chúng ta nghe ngài nói về một đấng bảo trợ khác, đó chính là Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên các môn đệ trong ngày lễ Ngũ Tuần. Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa, là tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Chính Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục hướng dẫn, soi sáng, canh tân và thúc đẩy các môn đệ để các ông trở nên những chứng nhân cho Chúa Giêsu, nhất là chứng nhân cho mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa. Mà cốt lõi của sứ mạng chứng nhân đó là chứng nhân cho tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu, ba ngôi Thiên Chúa là tình yêu, Cha, Con và Thánh Thần. Ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến, Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Đó là cái cách diễn tả của Thánh Gioan mà chỉ riêng Thánh Gioan mới có cái trình thuật về việc Chúa Giêsu ngài trao đổi với các môn đệ trước khi ngài bước vào cuộc khổ nạn, diễn từ cáo biệt của Chúa Giêsu. Kính thưa anh chị em, chúng ta thấy một nguồn mạch xuyên suốt khởi đi từ Thiên Chúa đến con người qua trung gian của Chúa Giêsu dưới tác động của Chúa Thánh Thần, đó là nguồn mạch tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện bằng hành động qua mầu nhiệm thập giá đó, và nhờ đó con người chúng ta được ơn cứu độ. Chúa Giêsu lại tiếp tục mời gọi chúng ta hôm nay cũng như nối tiếp tình yêu của Thiên Chúa bằng đời sống yêu thương, tuân giữ điều răn của ngài. Khi mỗi người chúng ta không ngừng yêu mến Chúa và giữ điều răn của Chúa, những ngày mà chúng ta không có thánh lễ thì nhiều anh chị em vẫn chia sẻ là con rất là khát khao, con muốn được đi lễ, con được nghe lời Chúa, con lãnh nhận bí tích thánh thể. Thì ước mong khi chúng ta được tham dự thánh lễ thì chúng ta biết luôn yêu mến Chúa, mà yêu mến Chúa là giữ điều răn của ngài. Mến Chúa yêu người, mến Chúa khi chúng ta biết siêng năng cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa, lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Yêu người khi chúng ta biết không ngừng sống yêu thương, bao dung, thứ tha và phục vụ, để cho hình ảnh của Thiên Chúa là tình yêu mỗi ngày mỗi rõ nét hơn trong đời sống ơn gọi là người Kitô hữu của chúng ta. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria, đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Xi-ô, Phi-la-tô, chịu đóng đinh vào thánh giá, chết và táng sang, xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bới trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, càng thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin rằng ngài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, trung thành tuân giữ các điều răn của Chúa là phương thế tốt nhất để bày tỏ lòng yêu mến người. Với tâm tình mến yêu luật Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa nhậm lời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa hứa ban Thánh Thần cho các tông đồ để các ngài đi đến tận cùng trái đất làm chứng cho Chúa. Xin cũng ban Thánh Thần để chúng con trở nên chứng nhân can trường của Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiến trị muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin vui nhận bao y nguyện cầu cùng với những lễ vật chúng con tin dâng làm hy lễ. Chúa đã thương thanh tẩy chúng con, xin cũng ban ơn phụ trợ giúp chúng con ăn ở thế nào cho xứng với màu nhiệm tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy
Lạy Chúa, chúng con tin xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thắng này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa, khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiến vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người là chiên thật đã xóa bỏ tội trần gian, Người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con, và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng, cũng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tụng đấng ngự đến nhân gian Chúa. Hoan hô Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thân là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mừng chiêu cố hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mừng Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cân trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mừng và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần, lạy Chúa xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse, Đức Giám Mục Phụ Tá Luy và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con hiệp ý dâng lời tạ ơn, xin ơn bình an, ơn sám hối và ơn chữa lành. Cầu cho các linh hồn Phêrô, Gioan Bautista, Maria, Gioan, dỗ 3 năm linh hồn Anna, linh hồn tổ tiên ông bà cha mẹ, các linh hồn thai nhi, các linh hồn và tất cả những ý nguyện chúng con dâng cho Chúa trong thánh lễ hôm nay. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, thánh cả Giuse bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài.
chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn muôn đời. Amen. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đáng ghi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Và vinh quang là của Chúa đến. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Y Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin Thiên Chúa đầy đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc xin Thiên Chúa. Nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Đức Kitô sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con cho đáng hưởng sự sống đời đời. Xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn chúng con, và làm cho thần lương chúng con vừa lãnh nhận trở nên nguồn sinh lực dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin mời anh chị em vui lòng ngồi một chút. Sau thánh lễ, xin mời anh chị em dành bản tin hàng tuần số 15 của giáo xứ có bài giảng của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Và có tin vui đó là ngày mai tại Vatican cũng như tại nước Ý có thánh lễ trở lại như chúng ta cách đây một tuần. Và Đức Thánh Cha trong lúc mà không có thánh lễ thì có thánh lễ trực tuyến khi mà Ngài dâng. Thì Ngài nói bắt đầu từ ngày mai thì không có trực tuyến nữa, để cho anh chị em giáo dân tham dự thánh lễ ở giáo xứ với các cha xứ ở địa phương trở về cái cuộc sống bình thường của chúng ta. Ngài cũng ước mong, Ngài cũng muốn và Ngài luôn cầu nguyện xin Chúa ban lại cho chúng ta cái cuộc sống bình an, bình thường, để cho chúng ta sống, chúng ta hạnh phúc. Sáng hôm nay thì các em thiếu nhi đi học, đi lễ và đi học giáo lý trở lại ở trong nhà thờ, cũng như các phòng giáo lý đều được phun thuốc khử trùng. Sau thánh lễ thì anh chị em nhận một cái tấm ảnh của Đức Cha Jean Cassin và lời kinh cầu nguyện cho Đức Cha Jean Cassin nha, được tuyên phong lên bậc chân phước và có cái tiểu sử của Ngài. Chúng ta có dịp đi phía Bảo Lộc có trại phong Di Linh, chúng ta thăm anh chị em bị bệnh phong, và khi đi vào trong phía cổng và trước ngay đầu cổng ngay và phía trong thì có mộ của Đức Cha Jean Cassin. Thì Ngài là một linh mục người Pháp, rồi Ngài đi qua Việt Nam chúng ta truyền giáo và có một cái tinh thần phục vụ những anh chị em bị bệnh phong. Lúc đó thì Ngài có bị nhiễm bệnh nhưng mà chưa có biết. Sau đó Ngài được tấn phong làm giám mục của giáo phận Sài Gòn chúng ta nữa, rồi sau đó thì test thì biết là nhiễm bệnh, rồi sau đó Ngài lại xin về ở với anh chị em bị bệnh phong tại Di Linh và Ngài qua đời ở đó. Thì Ngài là một trong những vị truyền giáo, mẫu gương truyền giáo mà giáo hội chọn để là mẫu gương cho chúng ta. Ngài đã hy sinh tất cả, như hôm nay lời Chúa ta bằng cái trái tim yêu thương hy sinh theo mẫu gương của Chúa để làm chứng cho Chúa. Thì anh chị em nhận hình ảnh này có thể chúng ta chụp ở trong điện thoại, và khi nào đó chúng ta cũng có thể mở ra. Ta cũng lời kinh cũng rất là ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ, cũng dễ thương. Chúng ta đọc để chúng ta cầu nguyện và Ngài cũng phù trợ cho chúng ta sống với tinh thần yêu thương như hôm nay Chúa dạy chúng ta. Ngày Chủ nhật sau là lễ thăng thiên bổn mạng của ban truyền thông. Và như thưa với anh chị em thì tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới cũng còn phức tạp. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục duy trì cầu nguyện với lòng Chúa thương xót mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5, tức là bắt đầu từ ngày mai. Các hội đoàn và ca đoàn phụ trách như sau: ngày thứ Hai gia đình Phật tử Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày thứ Ba hội các bà mẹ Công giáo, ngày thứ Tư huynh đoàn giáo dân Đa Minh, ngày thứ Năm Lê Dô Marie, ngày thứ Sáu và thứ Bảy